trong khuôn khổ chương trình hoạt động của đoàn lãnh đạo thành phố đà nẵng tại tỉnh hà nam sáng nay phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng lương nguyễn minh triết cùng đoàn lãnh đạo thành phố tham dự diễn đàn thị trưởng thành phố du lịch quốc tế trung quốc năm 2023 tại thành phố trịnh châu tỉnh hà nam trung quốc mục đích của diễn đàn nhằm đưa ra những chính sách hỗ trợ phát triển du lịch liên vùng liên quốc gia hiệu quả, bền vững, tạo điều kiện thuận lợi, góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch văn hóa, hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp để thu hút khách du lịch từ nhiều quốc gia, nhất là sau khi Trung Quốc cho phép hoạt động du lịch quốc tế kết nối trở lại. Diễn đàn có sự tham gia khoảng 500 đại biểu đến từ 59 quốc gia. Trong khuôn khổ diễn đàn, thành phố Đà Nẵng sẽ trình chiếu phim ngắn giới thiệu du lịch thành phố Đà Nẵng bằng tiếng Trung với hình ảnh sinh động tại sự kiện Đêm Trịnh Châu trong ngày hôm nay sở du lịch và sở ngoại vụ tham dự hội thảo chuyên đề với hai chủ đề chính xây dựng thành phố đà nẵng điểm đến du lịch cộng đồng chuyển đổi số thúc đẩy đổi mới và phát triển các thành phố du lịch